Hello, xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người đến video tiếp theo. Tôi kênh Flan S Zombie, tôi sẽ muốn mang theo. Nay tôi sẽ giới thiệu mọi người phiên bản mới nhất giờ nha. Và tôi sẽ giới thiệu cả cách chơi luôn nha. Tôi sẽ giới thiệu qua về đây. Bạn sẽ nhìn đây là các Flan này ở đấy, và đây sẽ là các vua và zombie nhé. Đó. Đấy. Và đây tôi sẽ zombie S. Đấy, ở đây tôi sẽ sử dụng thứ nhất tôi sẽ vào Polyjet này. Đây tôi sẽ sử dụng cho quản đánh nhạc tiếng động rất hay. Đầu tiên tôi sẽ sử dụng là Momia Zombie này, là để tôi ăn hoa này, ăn hoa và tôi sẽ lấy hoa đấy, tôi sẽ lấy hoa luôn. Mani mani ôi ôi, tôi sẽ thả zombie Arastap ôi đấy, các bạn thấy chưa? Đúng, các bạn biết còn Arastap này là zombie gì nhé, nhưng các bạn khác thì nó sẽ là zombie hoa. Đấy, tôi sẽ ăn hoa, ăn phun hoa luôn. Ăn hoa và tôi sẽ thả cây tôi sẽ thả rupee để ấy cho ăn quả này tăng mana lên cho Robi nhé. Mình sẽ chúng hát rồi đúng không? Đó. Mà hiệu vua. Và thứ nhất tôi đây sẽ thả là zombie start tên này. Đấy. Bảo nhà nó chưa chán là vào đây có thích nằm. Đây tôi sẽ bắt đầu tôi thả vua, đây là vua tổng của 300 gold. Nó mua 300 và tôi sẽ thả full này. Không có khác gì. Game vua sẽ thả các zombie con đây là Astramo Momia Zombie này. Đó, tôi sẽ thả Momia Zombie này. Đó, gọi như là đây là Momia Spark. Và như vừa chiến thắng em tí mà em có sợ thì á mà vật mũi nào mà ra mấy bố vật vật mũi nào mà bắt cái con mũi thì có đang bay trong phòng tối cắn chết tối tắt điện thì mọi thoại nên nó bắt được. Hôm nọ anh tắt điện mọi thoại nó bắt được mỗi con mũi nghe nó hết. Đây là phiên bản Hitler, bản Hitler. Thank you.
Có ra cả hình đau đau. Để sờ xương nằm ngang cổ, thò tay để móc ra được một lôn ra lại bỏ tay ra, lại cắm chỗ khác. Cứ mãi vừa ăn vừa ngồi xem phim. Một đã hấp xương cá, một đã hấp xương cá, nên cả tháng hấp xương cá. Chấm chấm chéo nhỉ, cả con gì bỏ hết thì hết. Mai ăn sáng hay là ăn sáng? Tôi quên để nhắn tin ăn điểm mấy lòng em. Đây tôi sẽ sử dụng coi lòng zombie này. Mày chả được trứng của mẹ đâu mà. Hôm nay chả được trứng của mẹ đâu mà. Mẹ em lấy. Lấy gì ạ? Bảo hôm nào về chiêu mẹ họ đưa tiền mẹ ông lấy hỏi thì mẹ không có nhiều nhiều tí. Anh sẽ đánh gặp mẹ không có nhiều nhiều. Rồi anh chẳng nào mẹ không có nhiều nhiều tí. Nha. Đi uống trà chanh và ngại đi quá, mày ăn đau bụng không cho ăn đồ đi chứ. Nóng. Và sau đây tôi xin được kết thúc video của tôi đây. Được các bạn hãy cho tôi xin like và nhớ subscribe của kênh tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, see you again. Tinh tinh.